kg giữa đội viên Nguyễn Văn Tân đoàn Hải Phòng đã cầm đỏ và Phạm Văn Quân đoàn Bắc Ninh đã cầm xanh. Các trọng tài chuẩn bị, vận động viên chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Come on, come on, come on.
Cho nên tiếp tục. Chào anh, đấu với số điểm 5-0 của viên góc phẳng xanh và Bắc Ninh thắng cuộc.